Cần hai ngủ không? Cần ba ngủ? Đi cần ba ngủ? Ban công thì rộng bao nhiêu nhỉ? 1.5m. Ban công này thì 1.5m. Và một điểm mạnh của Capitol Land đấy là khi họ đã thiết kế căn hộ thì 100% tất cả các căn hộ kể cả phòng vệ sinh sẽ đều có ánh sáng tự nhiên ngoài trời được đưa vào. 100%. Mọi người để ý về thiết kế nhá. Thuê thì người ta có giới hạn thời gian thuê không? Ví dụ bên nào mình cho thuê cho khách thuê ấy. Mình đã sở hữu rồi thì mình... Thuê thời gian ngắn thì mình liệu có thuê được không? Ví dụ là sao nhỉ? Em chưa hiểu. 1 đến 3 tháng, 6 tháng. Nghĩa là mình đi cho thuê á? Ừ. À ừ, thì mình cho thuê bao nhiêu là căn hộ của mình thì mình được ok chưa anh? Ừ. Mình cho thuê mà, đúng không? Thuê lưu trú vài ngày cũng được. À thì đấy là cách mình vận hành Airbnb của mình thôi ạ? Không, theo bên quản lý của bên đấy à? Bên chủ đầu tư không có... À không, họ không có quản lý nhá. À thêm một cái nữa là cái tòa văn phòng sẽ là chủ đầu tư tự vận hành. Nó, em quên mất có một cái vấn đề nữa mà khách hàng hay raise lên với em. Đấy là tại sao tòa Soho ở thì bây giờ sẽ sợ bị ở chung lẫn lộn tòa văn phòng và tòa căn hộ ở lẫn lộn với nhau. Thì nếu mà khách hàng nào thích ở